suối đục của các bạn nha. Suối đục quá các bạn thông cảm. Bạn thì không thấy đường. Cá mình không thấy đường cá đi. Chết. Mất tiêu rồi. Rớt mất rồi. Hello, chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Bí Ẩn Rừng Núi của mình nha. Hôm nay anh em mình đi giăng lưới bữa cá. Mình đi phía trước là bà vợ của mình đó nha, bà xã đấy. Đó. Do trời mưa nên đục lắm các bạn ơi. Mình có cá không? Trời mưa giông phía trên này. Mưa phía trên đó. Trời mưa đây nè, con suối này đục các bạn nha. Anh em mình đi bắt cá đi. Không biết có gì không ta. Suối đục quá, không thấy gì hết. Đục thì cũng dễ bữa lắm mà cuối cùng là không có gì. Không có gì hết. Chúng ta sẽ thành công suốt thôi. Còn suối này đi phía trên thì nhiều cá lắm. Do thời gian buổi chiều đi không kịp. Dính yên con có vừa. Còn có đép kìa. Có đép. Đây có đép các bạn. Cá đép này đó, cá đép nào. Cá đép đó. Mấy con đép là hơi nguy hiểm. Ở đâu lại được một con kìa. Ô ô. Suối đập đục quá các bạn nè, bay đi mất rồi. Rồi rồi. À, các bạn xem nha, mình đi quay cá, đi giăng lưới. Đây. Rồi được con có cái trào hố. Đây. Có trà, trào hố, cá trào hố các bạn nha. Do cái đây cái suối này mà đục quá. Do mưa giông. Bô kia kìa. Đi. Được một con. Suối đục quá các bạn nha. Suối đục quá các bạn thông cảm. Bạn thì cảm. Không thấy đường. Cá đi không thấy đường cá đi. Chết. Mất tiêu rồi. Rớt mất rồi. Rớt mất con cá rồi. Do bắt cẳng. Đây là bà xã của mình. đi bắt cá dùng lưới đi bắt cá mà trời mưa giông mét lưới vô nữa đó. Đây là có một con. Được một con cá nhổ, cá tang. Đây một con cá tang rồi. Kéo. Đục quá. Đợi ai cá cốt ta kéo. À, thuốc chín cái đó. Thì con có mà không biết em. Coi như là bị kết. Có đây. Ốc lũ cũ nè.
cái trời mưa đục các bạn nha. Đấy. Giờ mình đi bắt ốc. Đây một hồi mình đây bắt ốc bà xã này, bắt ốc các bạn này. Nước này nó hơi đục nha. Ốc này. Cái gì kia ốc đi mấy kì. Này ốc ra quá trời các bạn. Đây này này các bạn xem ốc này. Đá này. Mới luôn. Mới này này. Đây các bạn xem này. Đây. Ốc cho các bạn nha. Đó, ốc. Cái trời mưa đục các bạn nha. Đây. Đó, các bạn. Ốc rất đời các bạn. Đây các bạn cho các bạn xem ốc của mình nha. Do mưa giông này cho nên là nước phải đục lắm. Nước ở đây là cong lắm. Đây, cho các bạn xem đây. Ốc Vivo có hử? Đó, một hố kìa. Đây nè các bạn. Ốc này. Quá trời luôn. Sáng sáng quá. Các bạn xem nha, đây là con suối. Ở phía trên là đây là cái sông. Đây là ngã ba này. Ở đây phía trên là con sông đây. Đây là con suối. À, suối sông đẹp này. Ốc có thể. Có không? Cái tắm dưới sông. Mang thêm cá tắm các bạn nha. Cá tắm sông sạch đó các bạn. Ốc nhiều. Sông sạch. Từ mùa giông đến mùa nay hơi được sơ thôi. Còn dưới này được. Đây mà các bạn xem ốc này. Đó, nhiều lắm này. Đó, ốc các bạn nha. Quá trời luôn. Bắt ai mà càng ship thì mình ship qua cho. Có nhiều lắm. Ở con sông này ở quê mình là nhiều lắm. Vivo luôn. Đó. Nói thật con sông này là ốc Việt nhất nhiều các bạn nha. Đi xí là không có cà bao lắm. Quá trời luôn. Mình xem nó. Đó cho các bạn xem lần nữa đây, ốc còn con sông này ốc quá nhiều luôn nè. Đó. Đó bây giờ mình em bà xã mình nè bắt ốc mà nhiều quá nên lựa ốc to nhất. Đây các bạn xem nè, con của nó nè. Đó quá trời luôn nè. Đây đây đây, đây cái con đó nè. Đó, ốc còn nhỏ nè, quá trời luôn nè các bạn. Đó đây rồi. Đây có đoạn đi đẻ được ốc nhỏ còn mớ luôn nè.
đi giảm chân lũng hết chân á, cách bằng chân luôn. Đây này, kinh khủng. Còn anh qua mình đang đi bữa nửa lưới bắt cá. Bắt đoạn này và đoạn kia này cá nhiều lắm, đoạn dưới đi họ bắt lưới nhiều quá. Mình chạy lên chạy xuống đó, cá chừng khôn nó đi lên hơn đi xuống. Đi bắt đi bự lưới bắt cá mà qua xe nó chạy lên đây đó, đưa lưới bắt cá mà ốc nhiều quá. Còn về âm ốc chiều rồi. Cá chót nè, có 5 mét rồi nè. Một con bự lưới vô quá trời, nó chạy hết rồi, nó không có dính đâu. Bọn tôi lên tới trên kia, bọn tôi lên đập đồng cây, bọn tôi đan lại. Đoạn này là không ăn rồi, cá ở hết cái hộp sau. Có chỉ mình tầng tránh không có. Nó rớt con mất rồi. Có to là rớt hết. Con có đẹp không nữa? Có đẹp không? Đang lưới lủng hết trơn. Đi bữa cá và cái tiếp. Không có gì hết. Bắt mấy con ốc đi, ốc nhiều lắm. Bắt về ông một nồi để ăn. Ốc quá trời. Đi có gì đẹp.
Ốc nhiều quá, bắt cái tôm ăn biết nè. Quá trời ốc các bạn ơi. Ai càng ship ốc thì ship. Vivo luôn. Đó các bạn xem nào. Quá trời quá trời. Một rừng một tà nguyên con sông ốc. Nguyên con sông luôn. Mình ghi cho các bạn xem nhé. Còn có rồi kìa. Đây rồi. Bột làm ơi, bột làm ơi, chân chân chân. Con chạy ngược lên, con chạy ngược lên đó. Còn hai con. Cái cỏ gì? Con cá đó. Con bữa nay bị bữa hơi chứ này đâu, ít. Hai con kìa. Người đẹp đi bắt ốc. Cùng người đẹp đi bắt ốc. Tắm này đã này. Lặn xuống này. Tắm đúng bài. Mát mẻ. Trời chiều nghe lạnh ngắt. Bây giờ xuống bữa trong cái hộp này mà rộng quá. Rộng có lưới không tới đâu. Bắt được con cá rồi kìa, dính lưới rồi. Cái hộp này sâu dài quá. Dài đăng đẳng. Quá trời này. Bữa phía trên này lùa xuống đi. Lùa cá xuống. Rộng quá hộp này. Rộng tốt bên kia đây. Lùi xuống đây, lùi xuống đây. Đạp nó xuống đi. Quên làm cái tay gì đó. Có gì hết. Họ bự lưới nhiều quá rồi. Ở đoạn trên thì nhiều lắm.
kho mắm kìa.